Wow. Em bó hoa giấy, hy vọng em sẽ thích đó. Đây là quà chào hỏi hả? Coi như là quà chào hỏi. Đang định hỏi em một câu hỏi là em thấy cái này nó giống một loài hoa nào? Hoa hồng. Đúng hoa hồng đúng chính không? Chính xác. Biết sao? Sao? Thì anh nghĩ rằng hai cái nó có cùng tính chất nhau, tại cùng có gai ấy. Mà cũng giống như phụ nữ khi mà chưa được ai che chở, họ sẽ luôn phải tự gồng lên để bảo vệ mình. Thì hoa giấy cũng là một kiểu như thế. Trời ơi. Em cũng lâu rồi mới có những cảm xúc như thế này. Lâu rồi em cũng không có khóc. Nhưng mà tham gia chương trình thì tự nhiên nước mắt rơi. Không hiểu nữa. Vô lăng tình yêu. Vô lăng nước mắt. Tự nhiên khi mà tham gia chương trình nghe được những cái câu chuyện của mọi người á, mình mới thấy là bao nhiêu lâu mình bị khép kín. Đấy, giống như kiểu ban ngày á. Kỳ quá. Thôi bây giờ thế này. Để giải tỏa cảm giác thì bây giờ chạy ra ngoài này. Đi vào. Ok. Nặng nề thế nhở? Cái cục ghê á. Lên núi, xuống biển hoặc là đứng ở một cái thung lũng nào đấy, người ta sẽ làm một thứ. Hét lên một cái cho nó sướng. Thôi. Cho được giải tỏa. Sao nhở? Sợ gì, ngại gì? Ok, làm cùng nhá, làm cùng nhá. Đây. 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 Đều đến, ok. 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3. Hé qua ngoài ô kính em xoay nhanh tay lại. Cái điều đó chắc chắn là được yêu. Trời ơi. Let's go, xoay vô lăng. Chung nhịp, chung đường đi. Trái tim này như đã xuyên không gian. Xin chào mọi người và mọi người hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Madison Media Group nhé. Vô lăng tình yêu 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô lăng tình yêu tại TikTok Madison Entertainment. Thật may mắn sao gặp được người như anh luôn chở che cho em.